Trời ơi đẹp lắm. Anh ơi, em cũng thích cái bộ hình này luôn á. Trời ơi, cái bộ hình mà giả gái mà hai người mặc tà áo dài nữ sinh. Dạ. Nhớ lúc này làm dáng mới hơi cao. Anh ơi, em với Triều á bất ngờ luôn. Tại lúc đó tụi em đang ở Thái Lan. Lúc em với Triều cũng bàn với nhau, nói là thôi bây giờ mình đem đồ gì qua bên Thái. Bây giờ này cũng sẵn tiện hai đứa đi chơi thì thôi mình cũng làm một bộ hình với kỷ niệm. Thì em với Kiều mới quyết định là thôi chọn áo dài màu trắng đi. Tại vì tụi em bản thân hai đứa đều rất mê áo dài Việt Nam. Rồi lúc là tụi em chụp cái bộ ảnh đó rồi trai Thái xung trời quanh ơi, bu đến không? Tay này kia đi ngang nhìn quá trời. Trời ơi, nó bu nhìn tới nó đưa địa chỉ quá trời. Ủa, luôn. Không, không, đó không có. Mình đi đưa địa chỉ cho người ta. Mà lúc mà chụp, lúc mà em coi hình đó tụi em cũng đã thích rồi. Nhưng mà tụi em không nghĩ là khi mà đăng lên nó có hiệu ứng mạnh tới như vậy. Cái bộ hình này phải nói là cái lượt chia sẻ của tụi em nha. Người ta đâu có biết tụi em chụp ở Thái đâu. Dạ biết, biết tụi em có check in là tại vì cái lúc đó đó là làm tính hai đứa tính nghĩ ra một cái hashtag đó là áo dài Việt Nam đi khắp nơi. Dạ. Thật ra tụi em có làm rồi, có nghĩa là đi Úc tụi em cũng chụp một bộ, đi Hàn tụi em cũng chụp một bộ, nhưng mà ở Thái Lan là mạnh nhất. Thái Lan là bộ đầu hộp. Tiên. Hộp thổ nhưỡng, hộp thổ nhưỡng. Hộp thổ nhưỡng đó, ông về đúng quê của mình đăng cái bộ ảnh. Nó liền đó. Quê hương thứ hai, quê hương thứ hai. Nhưng mà cái đó em bất ngờ lắm, em thấy lượt chia sẻ, em nói với Triều, trời Triều cái gì mà chia sẻ khủng khiếp, rất là cao. Cái thời điểm đó mà mấy ngàn lượt chia sẻ, em nói là quá cao so với một cái bộ hình của tụi em. Nhưng mà anh lấy cái ảnh đó nè để nói về cái câu chuyện của cả hai á. Dạ. Là tụi em rất nổi bật khi tụi em giả gái. Dạ. Tụi em chuyển thành một cái hệ tư tưởng khác luôn. Thì cho anh hỏi là tụi em có phát hiện ra là mình giả gái đẹp đến như vậy không? Ban đầu á là em chưa bao giờ nghĩ em giả gái đẹp. Ngay cái thời điểm đầu tiên mà em làm những cái sản phẩm của nhóm em á, là em giả gái em còn bị sợ. Có nghĩa là mình cũng tự nhìn mình trong gương, mình biết được là cái gương mặt mình thì nó vuông quá. Tướng thì quá bự, tại em cao tới 1m81 rồi. Mà cái tướng em là to hơn Triều, da em dai ngang, nên nhìn em nó đồ sộ lắm. Thì em biết được là cái khuyết điểm của mình, em nói là em mà giả gái nhìn bị thô lắm. Cho nên là em không có nghĩ tới cái hình ảnh mà giả gái đẹp đâu. Tới khi gặp Triều em mới bắt đầu có một cái gọi là cái ý nghĩ khác, cái suy nghĩ khác. Triều nói với em á là làm gì làm giả gái là phải chỉnh chu, phải đẹp. Có nghĩa là phải cho mọi người thấy được mình đang trong hình dáng con gái, tâm lý con gái, cử chỉ cũng phải con gái luôn. BB nói em tưởng lắm như là hả? Tới khi gặp phải Triều em mới tự tin hơn là có con giả gái xấu nghe. lúc đó em đi với Triều, em nghe Triều nói mấy cái đó cũng có lý. Nhưng mà nếu như giả sử không gặp BB đi thì mỗi người tự động là có nghĩ mình sẽ là giả gái riêng biệt không? Em hay thì là, em thì là em thấy là em nếu mà em không gặp Triều thì chắc em sẽ không có đầu tư mà giống như là chỉnh chu hình ảnh. Tức là nó cũng là dạng gái nhưng không phải gái hàng xa. Dạ đúng rồi. Nó hơi kiểu bèo bèo một chút. Dạ bèo bèo một xíu. Em thì có, tại vì khi học và trong trường khi đi thì là vẫn là giả gái rồi. Thì nghĩ là nếu mà không gặp BB thì vẫn giả gái đi gì. Hoặc là làm những con gái trong sân khấu. Lần đầu tiên lúc mà anh gặp Hải Triều giả gái, nói trời sao có một người phụ nữ mà cao mà đẹp đến như vậy. Anh không nghĩ, anh không nghĩ là Hải Triều giả gái còn đẹp hơn con trai nữa. Dạ. Có nghĩa là cái nét con trai của em nó không có, nó không có nét. Dạ. Nhưng mà cái nét con gái thì nó lại ra rất nét. Rồi lúc mà tôi vẽ nét á thì chăm chọc nói là chân mày xăm hơi đậm. Không. Cái đó là bị lố chứ không phải là bị nét. Dạ. Trời anh thẳng quá anh Khang. Anh thẳng tính luôn á. Anh rất thẳng. Anh không muốn mọi người mơ mộng hão huyền nhưng mà mình lại nói một cái lời không thật.